Xin chào các bạn, hôm nay Diễm quay trở lại kênh để chia sẻ cho các bạn một mẫu nhà cấp 4 mái Thái với diện tích là ngang 9,5 m, dài 17 m. Phần đầu tiên mình sẽ nói về mặt tiền của căn nhà và phần tiếp theo mình sẽ diễn giải công năng phía bên trong. Nhà này là chủ nhà đang trong quá trình hoàn thiện, sắp là xong rồi cho nên là quay video gửi cho mình. Đầu tiên mình sẽ cho các bạn xem video thực tế của ngôi nhà này nha. Đây là cổng phía bên ngoài, cổng là cổng sắt sơn mỹ nghệ các bạn ha. Cái cổng rất là hoành tráng. Nhà này có sân rất là rộng. Có thể nói đây là một căn nhà cấp 4 nhưng mà kiểu biệt thự các bạn, biệt thự mini ở quê ha. Các bạn thấy nè, sân rất là rộng, chủ nhà đầu tư gạch lót sân cũng rất là đẹp luôn. Nhà này là ngang 9,5 m, theo đạo cao đài các bạn nha. Mái Thái bậc cấp, ở sảnh chính thì sử dụng 5 bậc cấp theo kiểu phong thủy tiến thoái tiến. Theo đạo cao đài thì ở nguyên ở sảnh chính này không có bố trí phòng khách mà khu vực ở phía này sẽ tận dụng để làm không gian thờ. Bên trần ở phía bên trên bố trí đèn chùm nè, rất là sang trọng. Trần thì được thiết kế đơn giản hiện đại với tông trắng và sáo lông chuột. Các bạn lưu ý là trần của mình nó không nên sơn những màu vàng hay là màu đỏ hay là xanh lá cây, nhìn nó sến lắm các bạn nha. Nhà này có 3 phòng ngủ và đây là phòng đầu tiên. Tất cả các phòng đều có bố trí cửa sổ thông ra bên ngoài để lấy sáng lấy gió. Hẻ cửa của nhà này sử dụng là cửa gỗ tự nhiên. Gạch ốp tường thì ốp lên 1,2 m các bạn nha. Đây là phòng ngủ thứ hai, chính là phòng ngủ này. Mỗi phòng ngủ thì có cách trang trí trần khác nhau. Mỗi phòng ngủ như vậy đều có nhà vệ sinh ở phía bên trong và chủ nhà cũng trang bị nội thất, thiết bị vệ sinh rất là sang trọng. Nền của phòng ngủ sử dụng gạch giả gỗ các bạn ha. Đây, chị chủ nhà dễ thương đây. Nhà đang trong quá trình xây cho nên còn rất là bụi bặm, chị đang quét dọn nhà cửa. Đây là phòng ngủ thứ ba, chính là phòng này các bạn ha. Đó. Mỗi phòng ngủ thì có cách trang trí trần khác nhau. Nền thì vẫn là gạch giả gỗ, cửa thì cửa gỗ tự nhiên. Chủ nhà đã trang trí được chiếc lồng đèn ở khu vực kệ tivi của phòng khách, rất là dễ thương. Đây sẽ là không gian của phòng khách, chính là khu vực này các bạn nha. Cửa đi ra sân phụ phía bên hông nè các bạn. Khu vực này sẽ để bàn ăn cơm, chính là đây ha. Bạn có thể so sánh thực tế và trên bản vẽ 3D nha. Đây là không gian bếp. Thực tế thì không gian bếp đó, ở vị trí này đang trong quá trình hoàn thiện, chưa có xong các bạn nha. Đang làm hệ bếp chữ L. Rất là rộng. Một xíu nữa mình sẽ nói về công năng cũng như là kích thước riêng từng phòng cho các bạn dễ hình dung. Nhà này đẹp quá các bạn ơi. Tường bên hông này sử dụng tường lá sắp để trang trí. Rồi, bây giờ xin mời các bạn đến với phần 3D ở bên trong nha. Đây là sảnh chính nè các bạn. Ngang 9,5 m. Sảnh chính phía trước mình bố trí trang trí hai cột vuông như thế này. Có bồn hoa này. Bồn hoa hai bên cửa sổ nữa. Ở dưới sảnh phụ cũng có bồn hoa và trang trí hai cột vuông.
Chiều ngang là 9,5 m. Đây là không gian phòng thờ. Nhà này theo đạo Cao Đài các bạn nha. Cái diện tích lọt lòng bề ngang của khu vực phòng thờ này là 9,1 m. Và chiều sâu là 3,7 m. Tiếp theo là 3 phòng ngủ. Mỗi phòng ngủ như vậy đều có nhà vệ sinh trong. Cửa vào phòng ngủ. Thứ nhất, diện tích lọt lòng của phòng ngủ thứ nhất là 3,4 m nhân cho 4,2 m. Là chưa tính nhà vệ sinh nha các bạn. Nhà vệ sinh của phòng ngủ thứ nhất ở vị trí này. Đó. Ở trên phía đầu giường thì mình có bố trí cửa sổ, và các bạn lưu ý là cửa sổ một bên, đầu giường một bên nha. Hướng đầu giường thì các bạn tựa vào mảng tường này, không nên xoay hướng đầu giường tựa vào mảng tường tiếp giáp với lại phòng thờ các bạn ha. Dưới này để tủ quần áo. Tiếp theo là phòng ngủ thứ hai, ngay sau phòng ngủ thứ nhất. Cửa sổ của cửa ra vào của phòng ngủ thứ hai thì thông ra phòng khách. Diện tích lọt lòng của phòng ngủ thứ hai là 3,7 m nhân cho 4,1 m, nhỏ hơn phòng ngủ đầu một chút xíu. Đây là cửa vào nhà vệ sinh của phòng ngủ thứ hai. Một bên là hướng đầu giường tựa vào mảng tường này, bên là tủ quần áo. Ở phía dưới giường thì có thể là để kệ tivi hoặc là bàn làm việc. Chiều ngang của lối hành lang của mình là 2 m, rất là rộng. Đây là phòng ngủ thứ ba, là không gian phòng thờ này, đi xuống lối hành lang và phòng ngủ thứ ba. Phòng ngủ này có diện tích lọt lòng, tính luôn nhà vệ sinh sẽ là 2,6 m nhân cho 4,8 m. Hướng đầu giường tựa vào mảng tường này, một bên là tủ quần áo. Cửa vào nhà vệ sinh. Ở phía dưới thì có thể là để kệ tivi hay là bàn học. Nhà vệ sinh thì mình có bố trí cửa thông gió để cho bên trong nhà vệ sinh có được tính thông thoáng. Tiếp theo là khu vực phòng khách. Đây là sảnh phụ đi vào phòng khách. Còn ở phía trước sảnh chính là chỉ để vào khu vực phòng thờ cho trang nghiêm các bạn ha. Mình có tiếp khách thì mình tiếp khách ở khu vực phòng khách đây. Vị trí này để bộ ghế sofa. Ở mảng tường này các bạn có thể là treo một bức tranh lớn hoặc là hai bức tranh như mình đã trang trí ở đây. Có cửa sổ thông ra sân bên cạnh nè. Ở vị trí này sẽ để kệ tivi. Phòng khách này có bề ngang là 5 m. Bề sau là 4,2 m. Rồi tiếp theo là không gian bếp. Bếp thì mình bố trí dập chữ L theo hai mảng tường này. Một bên là bếp lò, một bên là bồn rửa. Kế bên bồn rửa là tủ lạnh. Có hệ tủ trên, hệ tủ dưới để mình để những vật dụng bếp cất vào tủ thì trong bếp của mình sẽ gọn gàng hơn. Thực tế thì chỗ này có quầy bar nha các bạn ha. Đây mình cho các bạn xem lại video là chỗ này nó thực tế là có quầy bar nữa. Cửa này là cửa đi ra sân phơi phía sau. Ở vị trí này mình bố trí bàn ăn cơm. Có cửa sổ, khi mà mình ngồi ăn cơm như vậy thì mình có thể là ngắm ra sân rất là thoáng mát. Mời các bạn cùng nhìn lại ngôi nhà này lên thực tế như thế nào. Rất là đẹp các bạn ha. Nhà này là ở Hòa Thành, Tây Ninh.
Những bạn nào có lô đất rộng như thế này thì có thể tham khảo qua mẫu này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Nhớ cho mình một nút like và bấm chuông đăng ký ủng hộ mình nha các bạn. Bye bye, xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.